Rồi bên phía này là đường bê tông của nhà này này. Đằng đằng trước đó là đường đất, đằng này là đường bê tông. Mình đi cho tiện cho nên mình qua đường đó trước. Đường này là đường bê tông này. Mặt này thì có quy hoạch ONT hết anh chị nhá. Là lên được thổ cư liền luôn á. Đây. Hôm trước mình có bán nhà đây này. Thì hôm nay chủ nhà thấy đất ở đây thế nên là họ nhờ bán luôn. Đó, họ mong muốn bán nên rất là rẻ. Bên này có một số sen, một số cây mít nha. Đường bê tông rộng này. Đường này thì theo quy hoạch thì nó thông. Nó rộng ra phía cây đa ở giãn cách ấy. Đó. Hiện tại họ đang xen một số cây sầu riêng. Trong này thì cà tơ này. À, họ chuyển đổi chưa kịp. Cho nên trong này có còn khoảng trăm mấy, 200 cây là cây cà già thôi. Có xen cả cà phê. À, xen cả tiêu. Sầu riêng. Bên này thì họ phá đi để trồng sầu riêng rồi. Cà thì đang bắt đầu trồng lại này. Đó. Trong bên trong thì cà tơ mơn mởn đẹp lắm. Tổng diện tích 1 hectare. Họ đang nhờ bên anh em chào là 130 triệu một sào anh chị nhá. Không tính mặt tiền như vậy mà bán sào nhá, 130 triệu một sào. Rồi, anh chị quan tâm thì liên hệ để biết thông tin chi tiết nha.